Câu hỏi của Thanh Minh rằng: xin hỏi, nếu ăn chay mà còn tiêu thụ các món chay giả mặn, thì có liên tưởng đến các loại thịt động vật, thì việc ăn chay đó có đúng hay không? Khoảng 5 thập niên trở lại đây, Đài Loan á là nơi sản xuất ra thức ăn chay công nghệ. Và Đài Loan cũng là nơi xuất phát ra các loại hình thức ăn chay giả dạng hình thù của các loài động vật. Ví dụ như là làm con vịt chay, con gà chay, đùi gà chay hay là thịt heo, thịt bò. Nhìn hình thù và nếm mùi và vị của các loại thực phẩm chay giả mặn của Đài Loan đó, chúng ta sẽ không phân biệt được đâu là thật và đâu là giả. Trong gần 2 thập niên qua là tôi là người lên án văn hóa ẩm thực chay giả mặn này, có thể nói là nhiều nhất trong các tăng ni. Và tôi cũng kêu gọi đó, các quý Phật tử không nên tiếp tục hưởng ứng văn hóa ăn chay giả mặn, vì nó hoàn toàn không có lợi ích ở 3 phương diện. Về phương diện tâm thanh tịnh đó, thì dầu á miệng chúng ta đang nhai thực phẩm chay, cổ chúng ta nuốt, bao tử chúng ta tiêu hóa, lục phủ ngũ tạng á tuần hoàn, nhưng trong tâm á chúng ta đang tái hình dung cái hình thù giả mặn, thì lúc đó đó chúng ta đang nhai cái con vật đó bằng tâm. Cho nên tâm á của người ăn chay giả mặn hoàn toàn không được thanh tịnh. Đó là chưa nói đến cái sự tàn phá tâm thanh tịnh bởi cái mùi vị mặn trong thực phẩm chay giả mặn. Ví dụ như là nước mắm cá thu à, thì cái người mà là nước mắm chay đó, họ dùng cái quá chất mùi y hệt như là nước mắm cá thu, hoặc là mắm vuốt chay thì y hệt như là những con vuốt tanh rình, hôi rình thú quắc à. Để làm gì? Đã ăn chay rồi mà còn đi thử cái đó để làm gì nữa? Cái này về phương diện dẫn dụ đó, thì thực phẩm chay giả mặn có thể bước đầu dẫn dắt những người ăn mặn chưa biết ăn chay làm quen với việc ăn chay, vì cái nhà hàng chay đó quá khéo cho việc làm thức ăn chay giả mặn. Còn đối với những người ăn chay đã quen rồi đó, thì thức ăn chay giả mặn là tàn phá sự thanh tịnh tâm của họ, đó là sát nghiệp ở tâm. Tác hại thứ hai đó, thực phẩm chay giả mặn vì sử dụng quá nhiều các hóa chất mùi và các hóa chất vị, cho nên chứa đầy các độc tố, và đảm bảo nó có thể vượt quá cái chỉ định an toàn trong thực phẩm. Cho nên tôi cũng rất kính mong các cơ quan kiểm định sự an toàn thực phẩm về nồng độ hóa chất cho phép nên giám định những nơi sản xuất đồ chay giả mặn. Chúng ta sẽ thấy kết quả mà công bố ra có thể là nổi da gà là xương sống, không đơn giản đâu. Thứ ba, về dưỡng chất trong thực phẩm chay giả mặn qua công nghệ thì rõ ràng cái chất bổ ở trong đó không còn nữa, mà tác hại lên trên sức khỏe thể chất là có thật. Do đó nên ăn thực phẩm chay tự nhiên. Về phương diện này đó, tôi khuyên các bạn nên tham khảo người Ấn Độ. Văn hóa chay giả mặn bắt đầu từ Đài Loan
ảnh hưởng đến cộng đồng người Trung Hoa trên toàn cầu, trong đó đó cũng đã góp phần ảnh hưởng cộng đồng người Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, nhưng không thể ảnh hưởng được cộng đồng Ấn Độ trên toàn cầu. Hiện nay tới nước Ấn Độ có khoảng 600 triệu trên 1 tỷ 3 người ăn chay trường từ thuở còn trong bụng mẹ, hoàn toàn không có thực phẩm chay giải mặn tại tư gia hay là tại siêu thị hay bất cứ một chợ nào. Đó là điều đáng mừng và nên tham khảo. Trước khi chuyển qua một cái câu hỏi khác đó, thì tôi xin dẫn cái một yếu tố lịch sử để chúng ta có thể tham khảo. Đó là trong 11 năm ở ẩn trong rừng để tìm kiếm sự an toàn, Tổ Huệ Năng, thiền sư thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa, đã làm bạn với những gã thợ săn. Mỗi ngày đó, nhóm này giết thịt thú rừng và ăn thịt trong những cái nồi thịt kho, canh kho. Để không bị phát hiện tông tích, thì Lục Tổ Huệ Năng á phải giả vờ là ăn cùng cái nồi đó ha. Nhưng vì lý do là bị đa bao tử, không có tiêu hóa được, cho nên bỏ thịt ra, bỏ mỡ ra, mà chỉ ăn rau ở trong nồi thịt thôi. Đó là ứng xử thông minh. Thì trong tình huống mà mình không có lựa chọn á, thì ăn cái phần rau chứ không phải ăn phần thịt ha. Còn đang khi là chúng ta được quyền lựa chọn, siêu thị bây giờ cái gì không có, nên có hai loại rau quả củ, một loại rau quả củ hữu cơ, một loại vô cơ. Thì thà chúng ta trả thêm một cái khoản tiền nhiều hơn một chút để mua rau quả củ sạch, đảm bảo được sức khỏe và tuổi thọ, nếu các bạn không bị khó khăn về cái nguồn tài chính. Còn đối với gia đình nào có sân trước sân sau thì nên dành thời gian mỗi ngày nửa tiếng để làm rau sạch tại nhà. Mặc dù cái tiền mà các bạn tiết kiệm được không bao nhiêu, nhưng nó giúp cho các bạn có thể giải trí tích cực, và các bạn sẽ tránh được các độc tố do cái tiến trình công nghệ và dùng các cái thuốc khử trùng trong nông nghiệp có thể làm cho các thực phẩm rau quả củ đã bị nhiễm độc quá cái liều lượng cho phép, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người ăn chay. Thì cái đó nó sẽ tốt hơn nhiều lắm. Cho nên nói tóm lại, nếu các bạn hỏi tôi giữa chay giả mặn và chay thuần chay, thì tôi khẳng định với các bạn là tôi ăn chay thuần chay chứ không ăn chay giả mặn. Thì tại chùa Giác Ngộ, tôi cũng dặn các thầy phụ trách nhà bếp và cũng nhiều lần họp và những người phụ trách bếp không nên làm thức ăn chay giả mặn, và lỡ ai có đem cúng đó mình cũng không nhận, giải thích cho họ để họ mang về. Thì mình quyết liệt như vậy thì sau này người ta không cúng thứ đó nữa, ta cúng cái thực phẩm thuần chay thôi, và nhất là thực phẩm chay tự nhiên.